Đây được coi là đồng đội có tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khi khắp phố phường tràn ngập không khí đáng sợ của thây ma, Columbus vẫn ở lì trong nhà chơi game cho tới khi đội của anh giành được phần thắng. Thế nào, đồng đội có trách nhiệm quá đi chứ? Nhưng khi Columbus đứng dậy, cửa phòng bỗng vang tiếng gõ gấp gáp. Mở cửa, thì ra là cô gái mà anh yêu thầm đã lâu. Cô ta vào phòng rồi ôm chầm lấy Columbus. Anh hoang mang đứng im như phỗng. Sau khi nói chuyện, thì ra vừa nãy cô gái bị mấy tên lang thang tấn công và bị cắn một phát. Nhưng lúc này Columbus không để tâm đến nguy hiểm mà cô gái vừa trải qua. Anh nhìn cô thiếp đi trong lòng mình và mộng tưởng về tương lai tươi đẹp giữa hai người. Nghĩ mãi, rồi Columbus cũng thiếp đi. Nhưng khi anh tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi. Cô gái vừa nãy biến thành thây ma. Cô ta vồ lấy anh như một kẻ điên, đuổi theo anh trong phòng. Cuối cùng, Columbus dùng nắp bồn cầu đập vào mặt cô ta. Ra ngoài mới biết, thế giới bên ngoài đã bị thây ma chiếm hữu. Khắp nơi đều có bóng dáng của chúng. Trong thế giới tàn khốc và nguy hiểm thế này, Columbus dựa vào mấy quy tắc của mình để tồn tại. Điều thứ nhất là tốc độ chạy phải nhanh. Tên béo này chính là một ví dụ. Điều thứ hai là phải bắn đến chết. Nếu không đợi thây ma phản ứng kịp thời thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Điều thứ ba, lái xe phải thắt dây an toàn. Sau khi trốn khỏi thành phố đang ở, Columbus quyết định đến thành phố P. Bố mẹ anh ở đó. Anh đi trên đường, bỗng có một chiếc xe tiến về phía anh. Columbus hoang mang, tưởng thây ma biết lái xe. Anh nhấc chiếc mô tô dựng làm lá chắn, giơ súng vào tư thế chuẩn bị tấn công. Xe dừng lại, một người đàn ông bước xuống. Hắn gỡ kính, điềm tĩnh chĩa súng về phía Columbus. Columbus bề ngoài ra vẻ oai hùng, nhưng trong lòng run muốn chết. Hai người cứ chĩa súng vào nhau như thế, rằng còn một hồi lâu. Cuối cùng Columbus ra dấu tay với người đàn ông. Người đàn ông đồng ý đi chung với anh. Dù gì trong tình huống thế này, hai người vẫn tốt hơn so với một người. Sau khi nói chuyện, Columbus biết tên người đàn ông là Tallahassee. Hai người uống rượu trên xe, sau đó chính thức trở thành đồng đội của nhau. Trên đường nói chuyện, Columbus được biết, mặc dù nhìn Tallahassee rất đàn ông, nhưng hắn lại có một sở thích không đàn ông tẹo nào, thích ăn bánh ngọt. Để có được món bánh ngọt, Tallahassee có thể bất chấp mọi nguy hiểm. Vì món bánh ngọt, Tallahassee mạo hiểm dẫn Columbus đến siêu thị. Họ trang bị đủ vũ khí, sau đó đánh đàn trong siêu thị dụ thây ma. Một người, hai người, ba người, Tallahassee giết chết ba người liên tiếp, nhưng không tìm thấy bánh ngọt. Lúc này, có một cô gái xuất hiện ở ngã rẽ. Columbus nhìn cô gái xinh đẹp, mà lại là người sống, mắt sáng ngời. Cô gái cầu cứu hai người. Columbus bố trí sẵn đường lui, sau đó đi theo cô gái vào nhà kho. Cô gái tên Wichita, em gái Wichita tên là Little Rock. Cô bé vừa bị thây ma cắn phải. Chắc chắn, Little Rock sẽ biến thành thây ma. Little Rock chỉ có một nguyện vọng, đó là khi mình trở thành thây ma, họ sẽ bắn chết cô. Cô bé khóc lóc trông vô cùng đáng thương. Columbus sao lỡ ra tay, chỉ đành giao nhiệm vụ này cho Tallahassee. Nhưng khi Tallahassee giơ súng chuẩn bị bắn, Wichita nói muốn tự ra tay bắn em gái. Tallahassee đưa súng cho Wichita, nhưng ai ngờ sau khi xác định trong súng có đạn, cô chĩa súng vào người Tallahassee. Little Rock vừa nãy còn khóc sướt mướt, mà giờ đã cầm súng chĩa thẳng vào Columbus. Columbus và Tallahassee bị hai người này lừa rồi. Không những bị lừa vũ khí, mà còn bị lừa cả xe. Nhưng trời không tuyệt đường ai bao giờ. Hai người vừa ra khỏi siêu thị không bao xa thì phát hiện ra một chiếc xe khác. Sau khi Tallahassee kiểm tra, xe vẫn tốt. Phía sau chiếc xe có một cái túi to. Họ mở túi ra, bên trong toàn là súng và đạn dược. Trang bị còn ngon hơn khi trước. Hai người lên đường. Tallahassee vừa lái xe vừa kể lại quá khứ của mình. Trước đây hắn có nuôi một con chó. Hắn và chó nương tựa vào nhau. Do thây ma xuất hiện, con chó bị thây ma cắn chết. Đang nói chuyện hay thì nhìn thấy chiếc xe bị lừa mất xuất hiện ở phía trước. Xe dừng giữa đường. Hai người đoán chắc chắn lại là chiêu trò của hai người kia. Tallahassee bảo Columbus ở lại trong xe, còn hắn cầm súng qua đó xem sao. Kỳ lạ là không có ai ngồi trong xe, cũng không có vũ khí. Đợi khi Tallahassee quay lại xe, mới phát hiện Columbus đã bị Little Rock uy hiếp. Đã thế cô bé còn biết bắn súng. Cô bé bảo Columbus nhấn còi, đây là ám hiệu của hai chị em họ. Sau khi nghe thấy tiếng còi, Wichita bước ra. Cô tiến lại gần và phát hiện lại là Columbus. Cô bó tay nói, đồ ngốc, hai cô gái sợ chiếc xe này lại bị hỏng giữa đường. Thế là đi cùng với Columbus và Tallahassee. Nói chuyện mới biết, hai chị em mồ côi bố mẹ, sống nương tựa vào nhau, sống dựa vào nghề lừa bịp. Trước khi thây ma xuất hiện, Wichita đã nhắm vào một tên, làm mồi câu của họ, sau đó giả vờ làm rơi nhẫn đính hôn bằng kim cương. Cô vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ cô vội phải đi tới sân bay. Và thế là con mồi đã bị mắc câu. Tôi sẽ giúp cô tìm chiếc nhẫn rồi chuyển phát nhanh cho cô. Sau đó Wichita để lại danh thiếp và hứa nếu tìm được sẽ cảm ơn hắn $3,000. Wichita lái xe rời đi. Đến lượt Little Rock xuất hiện.
Little Rock xuất hiện trong phạm vi của hắn và nhặt được chiếc nhẫn, con mồi đương nhiên sẽ tiến tới đòi. Little Rock nắm chắc thời cơ, đòi hắn tiền công vài trăm đô, mặc dù đưa mấy trăm đô, nhưng nghĩ đến việc Wichita đưa hắn 3.000 đô, con mồi đã đồng ý, nhưng hắn không biết rằng, nhẫn giả như vậy hai chị em họ có cả nắm. Cuộc nói chuyện khiến bốn người bắt đầu có thiện cảm với nhau hơn. Khi bốn người nói chuyện, Columbus biết được thành phố P đã bị thất thủ, họ lần lượt thay nhau lái xe, 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Khi xe vào tới thành phố, họ quyết định tìm một chỗ dừng chân trước, sau đó khai chiến với thây ma. Họ nhặt được một tấm bản đồ. Dựa theo bản đồ, họ đến nhà một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhà hắn được bày biện hết sức sang trọng và lộng lẫy, và không hề có dấu vết của thây ma. Họ mệt mỏi định hưởng thụ nơi này, nhưng trên chiếc giường, bỗng có một người xuất hiện. Người này đi về hướng Tallahassee. Tallahassee đứng hình, bởi hắn chính là nghệ sĩ mà Tallahassee yêu thích nhất. Wichita xông tới từ đằng sau, đập một gậy vào người hắn. Sao hắn kêu thảm thiết thế? Thì ra hắn ta không biến thành thây ma, mà chỉ hóa trang thành thây ma để dọa người. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhìn thấy người sống từ lúc thây ma xuất hiện. Diễn xuất sâu thật. Khi biết trên lầu còn có hai người khác, hắn bèn hóa trang để dọa họ. Nhưng mọi người không ai ngờ được, Columbus tưởng hắn là thây ma nên đã nổ súng. Nghệ sĩ nổi tiếng đã chết như vậy đấy. Bốn người cảm thấy áy náy, đã tổ chức tang lễ cho hắn, sau đó uống rượu nói chuyện với nhau. Dưới tác dụng của rượu và tình cảm, Tallahassee đã nói sự thật. Thì ra con chó khi trước hắn kể không hề có thật. Thật ra đó là con trai hắn. Bởi hắn hận nên hắn không hề nương tay với thây ma. Bốn người ở mấy ngày tại đây, Columbus và Wichita có tình cảm với nhau. Suýt nữa thì xảy ra chuyện tình một đêm, nhưng bị Tallahassee phá vỡ. Ngày hôm sau, hai chị em ra đi không lời từ biệt, đã thế còn lái mất xe của họ. Thì ra Little Rock luôn muốn đến khu vui chơi, Wichita lái xe đưa cô bé đến đó. Hai người chơi đùa thỏa thích ở khu vui chơi vắng bóng người, nhưng cách làm này quá nguy hiểm. Thây ma xung quanh đó đều bị ánh đèn ở khu vui chơi thu hút. Khi hai chị em đang cao hứng, họ mới phát hiện vô số thây ma đang tiến về phía họ. Hai chị em chạy như bay lên xe, nhưng cửa kính xe bị thây ma đập vỡ. Họ bỏ xe chạy lấy người, nhưng tình huống vốn không lạc quan lại trở nên tồi tệ hơn. Columbus đang tính đi tìm hai chị em, Tallahassee không muốn đi, nhưng khi thấy Columbus không biết lái cả mô tô, hắn đành đi cùng anh. Hai chị em vì muốn tránh khỏi thây ma, ngồi lên tàu lượn. Phía dưới chân tàu là vô số thây ma. Lúc này Little Rock đã không còn muốn chơi ở khu vui chơi nữa rồi. Để tàu không hạ xuống, Little Rock bắn hỏng công tắc điện. Tàu dừng ở nơi cao nhất. Columbus và Tallahassee nhìn thấy ánh đèn rạng ngời ở khu vui chơi, biết hai chị em đang ở trong đó. Họ vào khu vui chơi, quả nhiên nhìn thấy hai người. Tallahassee dùng còi dụ thây ma để Columbus có cơ hội cứu người, nhưng Columbus bị một thây ma chặn đường để cứu cô gái mà mình thích. Columbus cầm cái búa đập chết thây ma. Hai chị em được giải cứu. Tallahassee trốn vào phòng đồ chơi, đóng cửa sổ, lắp đầy đạn. Kế hoạch báo thù của Tallahassee bắt đầu. Sau màn mưa đạn gay gắt, lũ thây ma chết như ngả dạ. Khi Columbus và Tallahassee chạy ra khỏi khu vui chơi, hai chị em lại cướp mất xe của họ. Nhưng lần này, họ dừng lại trước mặt hai người. Little Rock ném cho Tallahassee miếng bánh ngọt. Tallahassee rất mãn nguyện. Bốn người ngồi xe rời đi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Tôi là Review Chất. Hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.